Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trời nắng nóng, người Quảng Nam dí dỏm mang chảo ra đường rán trứng. Theo nội dung clip được một người dùng Facebook đăng tải, trưa ngày 29 tháng 4, giữa trời nắng nóng gay gắt, có hai phụ nữ ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam đã có một hành động vui là đem một chiếc chảo đặt trên mặt đường nhựa. Bên trong chảo là một quả trứng đã được bóc ra đổ vào chảo rán. Bên cạnh đó, người phụ nữ còn bỏ lát thịt bò vào chảo để chiên. Đây được coi là trò vui trước thời tiết quá nóng. Theo nội dung trò chuyện của nhóm người này, thì nhiệt độ tại thị trấn Đông Phú vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 là 41 độ C. Trời lúc này nắng nóng gay gắt, mọi người mặc trang phục trùm kín người dưới ánh nắng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, những ngày qua, nhiệt độ ở các địa phương của tỉnh này rất cao, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trưa cùng ngày ở các địa phương như thành phố Tam Kỳ gần 40 độ C, huyện Thăng Bình hơn 40 độ C. Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam lúc 14 giờ ngày 29 tháng 4. Trong 24 giờ qua, các địa phương của tỉnh này đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 29 tháng 4 tại thành phố Tam Kỳ là 39,7 độ C, ở Bắc Trà My là 39,2 độ C. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, các địa phương tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40 đến 55%. Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều tối, khả năng có xuất hiện mưa rào và dông. Các địa phương cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì sao nắng nóng đến sớm và đặc biệt gay gắt? Nắng nóng đặc biệt gay gắt và khốc liệt trên 40 độ C đã và đang hoành hành ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Ngay từ đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, nền nhiệt nhiều nơi có lúc lên tới 42 độ C. Ngay tại thủ đô Hà Nội, nền nhiệt trong đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay đã lên tới trên 39 độ C, không khí rất oi bức. Sự xuất hiện của nắng nóng sớm đã cho thấy sự thay đổi bất thường của khí hậu. Một mùa hè có nắng nóng gay gắt đã đến. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính: đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm là do tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nam Bộ, Trung Bộ xuất hiện nắng nóng sớm hơn một tháng. Với Bắc Bộ, đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn một tháng, nền nhiệt gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, nắng nóng đến sớm là hiện tượng bất thường, xảy ra lần thứ ba kể từ năm 1991. Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nhiệt độ cả nước đều có xu hướng tăng, nắng nóng đến sớm. Chúng tôi nhận định cao điểm nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8, ông Hưởng cho biết. Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày 1 tháng 5 nắng nóng suy giảm, Bắc Bộ trong ngày 30 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Ngày 1 tháng 5, nắng nóng suy giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%.
khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày mùng 3 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nắng nóng không chỉ gây ra những vấn đề về sức khỏe mà còn có nhiều hệ lụy khác như gia tăng nguy cơ cháy do nhu cầu sử dụng điện tăng cao hay gây ra hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết đang ngày càng bất thường. Thời tiết nắng nóng còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, là điều kiện để một số loại bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ là đỉnh điểm các tác động của tia cực tím. Người dân cần hạn chế ra ngoài, đặc biệt là đối với trẻ em. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài trời nắng, người dân cần sử dụng mũ, quần áo chống nắng, không để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, uống nhiều nước, không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nước châu Á ứng phó với nắng nóng gay gắt. Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục gia tăng trên khắp đất nước, Bộ Y tế Myanmar ngày 25 tháng 4 khuyến cáo người dân nước này thực hiện những biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe. Theo báo cáo của cơ quan khí tượng Myanmar, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nền nhiệt tăng đột biến, trong đó không ít địa phương báo cáo mức nhiệt trên 40 độ C. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar, nhiệt độ ở miền Trung và vùng đồng bằng nước này có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong 2 ngày 28 đến 29 tháng 4. Trong khuyến cáo của mình, Bộ Y tế Myanmar đã đưa ra những chỉ dẫn để người dân đảm bảo an toàn sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài và những biện pháp tránh tia cực tím gây hại. Bên cạnh đó, hướng dẫn của Bộ còn bao gồm những lời khuyên hữu ích để nhận biết và ứng phó trước những biểu hiện kiệt sức vì nhiệt và sốc nhiệt, cũng như những kỹ năng sơ cứu. Thông thường, tháng 4 và tháng 5 hàng năm là hai tháng nắng nóng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này trước khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino. Một đợt nắng nóng đổ lửa đã tàn phá nhiều khu vực ở Đông Nam Á và Nam Á trong tuần này, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động người dân. Thái Lan cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Chính quyền thành phố Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ, dự kiến sẽ vượt ngưỡng 52 độ C. Ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm đến nay. Tại Philippines, cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá 42 độ C được đưa ra đối với nhiều khu vực bao gồm vùng thủ đô Manila. Bộ Y tế Philippines ngày 24 tháng 4 cho biết, từ đầu năm cho đến ngày 18 tháng 4, nước này đã ghi nhận ít nhất 34 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó đã có 6 ca tử vong. Malaysia đã phát cảnh báo thời tiết nắng nóng trong mùa hè 2024 và Bộ Giáo dục nước này khuyến cáo những biện pháp bảo vệ sức khỏe đối với học sinh, sinh viên trên cả nước trong bối cảnh nước này lần đầu tiên nâng cảnh báo nắng nóng lên mức 1 tại 10 khu vực. Ở khu vực Nam Á, nắng nóng cũng đang làm không ít người dân Nepal khốn khổ. Dự báo nền nhiệt trong ngày 25 tháng 4 tại hai tỉnh miền Nam Nepal sẽ vượt 40 độ C. Nền nhiệt trong ngày 24 tháng 4 tại tỉnh Lumbini ở miền Nam nước này lên mức 43 độ C, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân với một số trường hợp báo cáo hiện tượng rối loạn tiêu hóa, mất nước và đau đầu. Bộ Y tế nước này đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế chuyên theo dõi khí hậu và thời tiết, năm 2023 đã chứng kiến mức nền nhiệt tăng cao kỷ lục trên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.